còn đời em. Chim về núi nhẹ ăn, trời mưa mưa đêm, trời mưa mưa đêm, anh còn đợi em, nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng, nắng trói qua sen. Anh còn nơi em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm. Và còn nơi em, dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm. Hát chung với nha. Còn đời em, nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng, nắng trói qua sen. Anh còn nơi em, con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nơi em. Và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. May quý vị vỗ tay to. Đấy là để chứng minh cho lời em nói nó hơi chính xác. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Chứ không thôi là nó lộ quá. Thưa quý vị, và cũng xin được phép cá nhân một chút xíu, muốn gửi lời cảm ơn Thiên Hà đã hỗ trợ anh trong cái MV vừa rồi rất là nhiều. Cảm ơn em, cảm ơn cả Mr. Khanh của 360 Thaicom nữa để làm một cái MV ra như vậy. Quý vị xem có 5 phút là hết thôi. Hương phải sử dụng tới 5 tháng trời để lên ý tưởng, xin tài trợ, rồi quay, rồi hòa âm, thu đi thu lại, các kiểu hết trơn á, mới có được một sản phẩm 5 phút như vậy. Và nó đang chiếm được cảm tình khán giả khắp nơi. Có những cái comment ở trên mạng, những người trẻ đấy, họ nói rằng là không sao đâu em ơi, em áo đen, hoa là của anh. Cảm ơn anh. Wow, cảm ơn anh nhỉ. Cảm ơn. Đấy.